Tệ nạn cờ bạc đá gà trong những ngày đầu năm 2015 diễn biến khá phức tạp trên các địa bàn, đặc biệt có nhiều tụ điểm hoạt động với quy mô lớn đã bị lực lượng chức năng truy quét, trong đó có việc triệt phá hai tụ điểm đá gà tại hai huyện Tam Nông và Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Vào lúc 10 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2015, Công an huyện Tam Nông đã triệt xóa một tụ điểm tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp Cà Dâm, xã Tân Công Xính, bắt giữ 13 đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng thu giữ 3 con gà đá, 11.100.000 đồng tiền mặt, 14 xe mô tô, 300 đô la Mỹ và 9 điện thoại di động. Lúc 11 giờ cùng ngày, Công an huyện Hồng Ngự phối hợp với Công an xã Thường Thới Hậu B cũng đã bắt quả tang một vụ đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp 1. Tại hiện trường, 7 đối tượng bị bắt giữ cùng ngụ tại huyện Tam Nông và Hồng Ngự. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ 4 con gà đá, 6 chiếc điện thoại di động, 6 chiếc xe mô tô và gần 23 triệu đồng tiền mặt. Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra làm rõ.